Chúng ta chú giải chương 7 Matthew từ câu 1 đến câu 29. Đoạn đầu tiên từ câu 1 đến câu 5 nói về việc đừng xét đoán. Đây là một nền đạo đức mới của Chúa Giêsu. Tất cả những cái giáo huấn của phía trước á, là một nền đạo đức mới. Mà trong cái nền này á, thì chắc chắn nó có sự trội vượt hơn cái nền giáo lý cũ, đạo đức cũ. Về cái chuyện đấy có thể làm cho người môn đệ tự mãn, để kiêu căng đó. Rồi từ cái đó có thể xét đoán người khác. Tại vì mình cứ nghĩ mình hơn ta, bao giờ cũng vậy, dễ bị xét đoán cái đó lắm. Nên Chúa Giêsu ra cái giáo huấn của chương này. Chúa Giêsu không cấm chúng ta nhận xét về người khác. Việc chúng ta nhìn và nhận định người khác thì nó không có sai. Và cần phải như vậy để chúng ta có một cái thái độ ứng xử cho phù hợp. Hay như một người lịch sự đến thì mình nghĩ họ cái tầng lớp nào ví dụ vậy. Hay là những người dân quê thì họ ở cái tầng lớp nào, thì chúng ta cần phải có một cái nhận xét tổng quát. Đó là gọi là kiến thức về nhân sinh quan, nó cần thiết phải có. Nhưng quy tội và lên án cái thằng này, chẳng hạn như bị chân nó bị thương hay là bị sẹo này, chắc là nó đi chém lộn dù ấy mới vô nên nó nghĩ vậy, thì là xét đoán. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy và chúng ta cứ để như vậy ha, có nghĩa là không có cái kết án họ, nhưng mà chúng ta nhận họ và những cái nhóm nào để chúng ta có những cái hành xử cho nó phù hợp và thôi. Và vì cái việc xét đoán là một lĩnh vực riêng của Chúa, nên khi chúng ta xét đoán là chúng ta lấy cái quyền của Chúa. Và khi xét đoán người khác á, ta dễ coi mình là tiêu chuẩn. Anh phải đi sáng, phải đi lễ chứ, như vậy, hay là phải đọc kinh chỗ này, hay là phải đi bác ái chứ, không đâu có được. Như tôi này, tôi phải làm này làm kia này, cái thứ. Những cái đó chúng ta làm thì tốt thôi. Chỉ có Chúa mới làm chuẩn, còn tất cả chúng ta theo cái luật của Chúa đó để có những cái hành xử phù hợp, nên không được lấy mình làm chuẩn. Nhiều người than phiền người nhà của mình á, bởi vì thấy không giống mình, đặc biệt là các con giờ nó đi, các con cháu mình nó đi học á, thấy nó cứ khác với lại suy nghĩ của mình khi còn nhỏ, chứ nó bình thường, chứ nó khác là chuyện bình thường. Và mình lấy cái mình làm chuẩn là có đó khi bị sai, nên là chúng ta phải coi cái xu thế của thời đại nữa. Giáo dục con nó là một kiểu đó, mà khi chúng ta tiếp xúc với lương dân cũng vậy. Chỉ có Chúa mới làm chuẩn, còn tất cả chúng ta hướng về Ngài. Và trên đường đi đó chúng ta hỗ trợ cho nhau, chứ không được ai làm chuẩn hết. Và nếu ta xét đoán người khác thì Chúa sẽ xét đoán ta. Đây là một cái định luật, gần như là một cái định lý Chúa đưa ra. Nên chúng ta không có được xét đoán người khác. Và cái điều này chúng ta có thể bị lôi kéo đó, hùa theo đó. Truyền giáo thì chưa có nghe, nhưng mà trong những cái nhóm khác đi thăm viếng á, thì có người đi thăm viếng, tự nhiên cái người nhà đó có thù hay là có giận cha xứ, cái nói với cha xứ là tôi ghét ông cha này là bởi vì ông này thế nọ, bảo tôi cũng ghét vậy đó. Hùa theo rồi chê bai rồi chỉ trích, đặc biệt là các đấng bậc không được làm vậy. Tại vì mỗi vị đều có một cái suy nghĩ và một cái cách sống khác nhau do ơn của Chúa Thánh Thần. Nếu mà chúng ta muốn góp ý, chúng ta phải chân thành. Và cái điều mà chúng ta dễ có thể làm nhất và khuyên chúng ta làm là nên cầu nguyện cho các ngài, cũng như cầu nguyện cho những người khác. Không được hùa để mà chúng ta chỉ trích người khác. Và Chúa Giêsu dùng hình ảnh cái rác và cái xà. Đây là một cái lối nhấn mạnh. Trong văn chương á, Chúa hay dùng lối nhấn mạnh lắm. Đó, nên là chẳng hạn như là nếu mà mắt làm dịp tội thì móc, vất nó đi. Có ai làm vậy đâu. Làm vậy chắc mù hết, ai cũng bị mù hết. Một cách nhấn mạnh để nói đến cái sự cương quyết đối với tội lỗi là phải dập tắt cái nguy cơ nó được đi liền. Thì cái rác với cái xà cũng là một cái lối so sánh tương phản để cho thấy cái lỗi của mình thì rất lớn, trong khi lỗi của người khác thì không lớn như vậy. Thậm chí họ chỉ khác mình thôi chứ họ chẳng làm sai, thì chúng ta lại liền lập tức chúng ta kết tội liền. Nên là với hai hình ảnh này, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy hãy cái việc mà chúng ta thấy cái lỗi của mình khó thấy lắm. Và đôi khi chúng ta cảm thấy nó là tính tôi vậy á, nó chịu được không chịu thôi à. Nói câu đấy thì chỉ có chia tay nhau chứ làm gì. Nên là phải liên tục chỉnh sửa. Đặc biệt nó là cái đà, có nghĩa là nó đã quen quá rồi. Chúng ta đôi khi cảm thấy chẳng thấy lỗi lầm gì, nhưng mà nó làm cho người khác khó chịu. Chúng ta cần phải xem lại ha. Nhà truyền giáo chúng ta phải chú ý thanh tẩy tâm hồn. Có khi chúng ta cũng có những cái đà đó trong tâm hồn của mình đó, không phải trong mắt mà nằm ở trong hồn, nó cắm rễ sâu rồi. Nên trước khi đi truyền giáo, trước khi giới thiệu Chúa cho người khác, đầu tiên hãy nhận lấy những cái lỗi lầm thiếu sót của mình và khiêm tốn xin Chúa ban ơn cho mình mới đem Chúa đến cho người khác được.
ở câu 6, đừng quăng của thánh cho chó. Câu này Chúa Giêsu muốn nói là không được trình bày những điều quá cao siêu cho những người không đủ khả năng tiếp thu, để tránh bị xúc phạm sự linh thánh. Người ta chưa biết Chúa là gì mà chúng ta là bắt họ là Chúa này có ba ngôi này, rồi ngôi con cứu chuộc này, nói những cái đó người ta chưa thể có một cái khái niệm bằng tượng, nên là rao giảng cái gì, giới thiệu cái gì thì cũng phù hợp với lại cái tâm lý nhận thức của họ. Điều này thì chính Thiên Chúa làm mẫu chúng ta nha. Chúng ta rà lại kinh thánh một chút, chẳng hạn như là trước đó trong 10 điều răn thì có cái luật là, không phải là 10 điều răn nhưng mà ý là trong bộ luật mà Môi-se đưa ra là mắt đền mắt, răng đền răng. Có nghĩa là thằng kia nó bẻ mình cái răng, mình qua bẻ nó lại cái răng què. Thì lúc đấy là tâm thức của người dân chỉ ở cái mức là ở đấy thôi, mà họ trả thù một cách vô cớ mà nó có khi trả thù quá. Thì Chúa thấy cái tâm thức như vậy nên là Ngài chỉ giới hạn lại, giảm bớt cái sự gây hại thù chú oán lại. Nhưng mà sau khi Chúa xuống thì Ngài lại nâng tầm lên, bởi vì lúc đó là dân trí đã cao rồi, ý thức người con người đã cao rồi. Thì Ngài nâng lên là hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em. Chúa cũng dạy chúng ta theo cái tâm thức văn hóa và xã hội của chúng ta, nên là chúng ta khi đến với đương dân chắc chắn phải thích nghi cho nó phù hợp, nếu không sẽ bị người ta sẽ có ác cảm á. Rồi gặp những người cố chấp không chịu đón nhận thì thôi, đừng có nguyền rủa họ, bảo tao nói mày không nghe mai mốt mày chết xuống hỏa ngục con ạ. Câu đấy thì không nên nói, tại vì người ta chưa muốn, thậm chí là người ta gàn dở thì thôi, cầu nguyện cho họ trước. Chúa Thánh Thần mới là đấng tác động. Nhớ cái câu này ha, bao giờ cũng vậy, chìa khóa đi vào trong tâm hồn của chúng ta và của người khác là Chúa Thánh Thần. Chỉ có Ngài mới có cái chìa khóa mở người ta ra thôi. Đừng có nghĩ là lời nói của mình khiến lay động người, cái tâm hồn người khác. Không có chuyện đấy đâu. Không có chuyện đó đâu. Ngay cả mình á, mình muốn chừa một cái tội tật xấu á, chưa chắc nó dễ nha. Nên là Chúa Thánh Thần mới có giúp cho mình, và Chúa Thánh Thần cũng sẽ giúp cho người khác. Chương 7, từ câu 7 đến câu 11, cứ xin thì sẽ được. Này, chúng ta thấy việc cầu nguyện thì bao gồm không chỉ là cầu xin. Cầu xin là cuối cùng á. Cầu nguyện nó có việc thờ lại, có nghĩa là chúng ta tôn thờ Chúa là Thiên Chúa. Chúng ta là thủ tạo, chúng ta là con cái của Ngài. Ca tụng Chúa, chúc tụng những kỳ công của Chúa, tạ ơn những ơn mà Chúa ban cho chúng ta. Rất nhiều ơn, người ta nói hầu như tất cả mọi sự trên đời này là của Chúa hết. Có mỗi một cái là của mình. Đó là cái gì? Tội. Mỗi tội là của mình, thế còn tất cả những khác của Chúa ban hết. Mình chỉ cộng tác với cái đó để mình làm cho nó phát triển hơn thôi. Chứ có cái nào là của mình đâu, ngoài cái tội ra. Nên cầu nguyện còn là việc yêu mến, thể hiện lòng yêu mến đối với Chúa, thống hối, sám hối những lầm của mình. Và cái cuối cùng mới là cầu xin. Thường á, giới bình dân á, dễ đồng hóa cầu nguyện và cầu xin lắm. Và khi chúng ta đi dạy cho hướng dẫn cho lương dân, chúng ta cũng có thể mắc cái lỗi lầm đấy. Ông bà đang bệnh đúng không? Cầu xin Chúa cho ban ơn đi, Chúa ban chữa bệnh. Ông bà đang nghèo đúng không? Chúa ban ơn cho ông bà khá giả hơn. Tất nhiên cái đó nó không sai, nhưng mà nó nghèo nàn. Chúng ta chỉ cho hướng dẫn cho họ về cầu xin thôi thì nó nghèo nàn. Trong khi cầu nguyện nó tới 6 cái hình thức khác nhau rồi. Nên là chúng ta cũng phải hướng cho lương dân biết tạ ơn Chúa, biết yêu mến và biết cả thống hối nhận những lỗi lầm của họ nữa. Tất nhiên ai cũng có lỗi lầm, chúng ta cũng vậy. Nên khi giúp cho lương dân, chúng ta cần phải có một cái sự phong phú hơn về đời sống cầu nguyện. Nếu như chúng ta chỉ có nói họ cầu xin á, sẽ có một cái nguy cơ là không xin được á. Thường là xin không được luôn. Thì người ta sẽ trách Chúa, rồi người ta sẽ nói mày nói dối, ta xin mãi có được đâu. Nên là chính chúng ta cũng mắc quài nên là làm như vậy chúng ta mất khách hàng, chúng ta mất mối. Không nên làm vậy. Chúng ta hãy hướng dẫn cho họ một cái tổng quát, một cái tổng thể luôn. Cứ xin thì sẽ được. Cái cụm từ này, Chúa hứa ban cho ai cầu xin, nhưng ban lúc nào và ban điều gì là tốt thì là quyền của Chúa. Chúa nói Chúa ban cho mẹ con khỏi bệnh. Ta cho mẹ mày khỏi bệnh, nhưng mà không phải bây giờ, 3 tháng sau mới khỏi. Dù vậy thì chúng ta đâu biết cái thời hạn nó 3 tháng đâu. Lúc nào là thích hợp là lúc đó Chúa quyết định. Và điều nào là tốt nhất, Chúa nói ai xin thì được. Nhưng mà Chúa không nói là xin cái gì được cái nấy. Chúng ta phải phân biệt, không phải xin cái gì được cái nấy đâu, mà xin Chúa ban cho cái tốt nhất. Có một cái em bé nó về nói mẹ cho con mượn dao. Mẹ đưa cho con dao mà quên là không biết là họ dao để làm gì.
Nhưng mà trong lòng của người mẹ thì đinh ninh là có chuyện không lành, nên đi theo đứa bé. Hai đứa ra bờ sông đang cưa trái bom. Nó nhặt được trái bom, vỏ bom đâu nó không biết. Nó cưa để nó lấy thuốc, nó lấy đầu đạn nó chơi. Nên làm người mẹ vô cùng hoảng sợ, dịch kinh giao nó lại liệt. Chúa thừa biết chúng ta có thể đem cái ơn của Ngài đi cưa bom, nên là có thể Ngài sẽ không cho. Cái đấy thôi, chúng ta đáng chịu ha. Chúng ta, Chúa sẽ ban cho cái khác, sẽ ban cho cái khác. Nên là chúng ta khi giúp cho ngư dân cầu nguyện thì giúp cho họ cái tâm tình phó thác nhiều hơn. Ông bà cứ tin tưởng cầu nguyện và Chúa sẽ biết cái gì tốt nhất để ban cho ông bà, ban cho anh chị. Đó, cái tâm tình phó thác là tuyệt vời nhất. Khuôn mặt thước mộc, điều này thì mọi người thấy tâm đắc. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Đây là một nền giáo lý mang tính tích cực. Tích cực là bởi vì mình muốn cái điều tốt cho mình thì mình cũng phải làm điều tốt cho người khác. Đó là một cái nền giáo lý chủ động giúp cho tha nhân. Vì thế mà nhà truyền giáo chúng ta khi chúng ta, và cái điều tốt nhất mà chúng ta có thể giúp cho nhau đó là giúp cho nhau biết Chúa được nhiều hơn, biết nhau về Chúa, đem Chúa đến cho người khác, là đó là món quà tuyệt vời nhất trên cuộc đời này mà chúng ta có thể giúp cho tha nhân. Và chúng ta đang làm cái điều đấy. Chúng ta thấy so sánh với một số giáo huấn khác mà trước Chúa Giêsu nhưng lại mang tính tiêu cực. Giáo huấn đầu tiên trong sách Tôbia chương 4 câu 15: Tôbít dạy cho con trai của mình là Tôbia, điều gì con không thích thì cũng đừng làm cho ai cả. Điều này nó không tích cực là bởi vì sao? Chỉ có nói đến những điều không thích thôi. Còn những điều tốt kệ nó, ai muốn kệ. Thì cái đó nó bỏ một cái mạng vô cùng lớn. Chẳng hạn thấy nhà bên cạnh nó cháy nhà, kệ bà nó muốn cháy cháy, mình đâu đốt đâu, thôi ngồi yên vậy thôi. Thì cái đó là điều tốt nên mình không cần làm, nếu như sống theo cái này. Rồi một ông rabbi khác tên là Hillel ở người Do Thái cũng nói một câu tương tự: đừng làm cho người khác điều chính mình không thích. Rồi Đức Khổng Tử nói cái câu nó hơi nho một chút: kỵ sở bất dục, vật thi ư nhân. Nó cũng giống trên, điều gì đừng không thích thì đừng làm cho người khác. Ít nhất là ba nhân vật nổi tiếng trước thời Chúa Giêsu đã dạy, nhưng mà dạy mang tính tiêu cực, còn Chúa Giêsu thì dạy tích cực. À, có nghĩa là mà điều tốt mình muốn người ta làm cho mình thì vô số vô số, nên là mình cũng phải làm cho người ta vô số những điều tốt. Ở câu 13 đến câu 14 nói về hai con đường: đường chật và cửa hẹp dẫn tới sự sống đời đời thì ít người chọn, tại vì phải hy sinh mà. Có mấy người muốn hy sinh, đặc biệt hiện nay người ta lại chủ trương sống hưởng thụ, thì càng nói hy sinh người ta càng trốn. Một số những bạn trẻ mà không có được trong những cái đoàn thể đó, hai cái chữ hy sinh gần như không có trong từ điển, bởi vì ở nhà là bố mẹ, là ông bà, bao nhiêu cái tình thương, bao nhiêu cái vật ngon của lạ nó gom hết, nó đâu có biết hy sinh. Nhả một miếng ra nó không nhả, nó cứ gom vào trong người nó thôi. Nên là nói đến cửa đường chật với cửa hẹp, thôi miễn ai đi đi chứ tôi không đi. Đường thanh thang và cửa rộng dẫn tới diệt vong thì ngày càng nhiều người chọn, vì đây là khuynh hướng tự nhiên của con người, người ta cứ thích thụ hưởng thôi. Chúa Giêsu muốn chúng ta chọn con đường chật và cửa hẹp bằng việc khước từ những quyến rũ bất chính của một cuộc sống dễ dãi và hưởng thụ. Tất nhiên sống dễ dãi và hưởng thụ thì vui vẻ lúc đấy thôi, nhưng mà cái hậu của nó thì chúng ta biết, nó sẽ để lại một cái khoảng không như tâm hồn trống rỗng, không ai lấp đầy nổi. Và càng ăn chơi hưởng thụ thì người ta càng bị cái khoảng không đó nó lớn hơn. Khi chọn truyền giáo, chúng ta chọn con đường chật hơn và cửa hẹp hơn. Những Kitô hữu bình thường thì người ta là chọn đường chật và cửa hẹp, nhưng chúng ta chật hơn và hẹp hơn. Vì vậy, bởi vì chúng ta công khai tuyên bố tuyên chiến với lại ma quỷ. Để nhắc cái này mấy lần là không biết là có ai có để ý. Trong các nhóm thì nhóm truyền giáo là một trong nhóm sẽ bị công kích nhiều nhất, là bởi vì chúng ta tuyên chiến với ma quỷ để giành lấy linh hồn, giành lấy những thần dân của nó, sức mấy nó để yên. Và càng tuyên chiến thì chúng ta, nó sẽ càng tấn công chúng ta và sẽ đánh chính vào sào huyệt của chúng ta, là cái sự đoàn kết đó. Câu 15 đến câu 20: cây nào trái nấy. Trong hội thánh không thiếu những con sói đổ đốt chiên, và thậm chí là sói đội lốt cả những mục tử giả nữa cơ. Rùm beng vừa rồi cái chuyện mục tử giả đó chúng ta cũng nghe thấy đấy. Thì đó là không biết là trao sau lưng là những ai điều phối, nhưng mà nó cũng là hình bóng của những con sói. Họ lấy kẻ nhân danh cái tốt để dạy điều xấu.
Chứ những con người như thế, chúng ta là những người môn đệ phải phân biệt được thật giả dựa vào chính đời sống của họ. Mình quan sát họ, họ nói làm sao, họ làm như thế nào. Nếu mà hợp nhất thì được, nhưng mà hợp nhất tốt thì mới ok, chứ hợp nhất trong xấu thì thôi, cũng tránh luôn. Xin Chúa ban cho chúng ta là những người, là những con chiên hiền ngoan và khôn lành, biết và có thể nhận biết sự khôn, đâu là người tốt và đâu là kẻ xấu. Câu 21, câu 27 nói về người môn đệ chân chính. Điều quan trọng nhất để làm một người môn đệ chân chính là người biết thi hành ý Chúa. Chúa Giêsu gọi những kẻ không thực hiện lời Chúa là những kẻ làm điều gian ác. Và một số những cái điều kiện khác để trở thành một người môn đệ của Chúa đó là niềm tin về lý thuyết, có nghĩa là việc học hành đó, trau dồi về lý thuyết, nghĩ hay, nói giỏi. Này thì nói lên đặc biệt là những người có thể trong chúng ta đó, cầu nguyện hay, hay là các đặc sủng đặc biệt khác. Để đi truyền giáo chúng ta cần tất cả nha, không có loại trừ cái nào những cái kỹ năng đó. Càng nhiều những kỹ năng tốt thì chúng ta sẽ càng truyền giáo tốt. Nhưng mà cái nòng cốt của cốt tủy của vấn đề vẫn là việc chúng ta sống theo lời của Chúa dạy. Nên việc học và sống theo lời Chúa đó là cái cột trụ để chúng ta có thể đi truyền giáo. Chúa Giêsu dùng hình ảnh xây nhà để minh họa giáo lý trên. Nếu ai nghe và thực hành lời Chúa thì họ xây nhà trên đá. Không gì có thể làm cho cái ngôi nhà đó sập mà nó sẽ vẫn tồn tại vững bền mãi mãi. Trái lại, nếu nghe mà không làm, hoặc là lời nói chúng ta đi ngược với việc làm, thì chúng ta đang xây nhà trên cát. Lời Chúa chính là một nền đá vững chắc cho ta xây cuộc nhà của đời mình cũng như đời của tha nhân. Vậy càng đào sâu lời Chúa thì chúng ta sẽ làm cho cái nền móng của chúng ta càng vững hơn. Hai câu cuối cùng 28 và 29, các giảng dạy của Chúa Giêsu, ba lý do khiến người ta thán phục Chúa Giêsu. Thứ nhất, về nội dung giáo lý tuyệt vời, sâu sắc và mới mẻ. Thứ hai, thế giá của Chúa Giêsu, tại vì các kinh sư khác thì dựa vào truyền thống, vào cha ông để mà giảng dạy, riêng Chúa Giêsu dựa vào chính bản thân của Ngài. Còn thầy bảo anh em đó, Ngài hay lặp lại cái đoạn đó. Cách thức, và ý thứ ba là cách thức truyền đạt bình dân gần gũi, dùng những hình ảnh đời thường, người đi gieo giống đó, rồi hình ảnh là bụi gai, rồi hình ảnh người đi tìm ngọc quý vậy đó, những hình ảnh rất đời thường. Và Ngài giảng dạy mọi nơi mọi người, không có chỉ vô trong hội đường đâu, ở bờ biển giảng luôn, ở ngoài ruộng giảng luôn, trên núi giảng luôn, ở đâu mà Ngài thấy có người muốn nghe là Ngài giảng liền. Khi truyền giáo, nhà truyền giáo chúng ta cũng cần cầu xin Chúa ban ơn Thánh Thần cho chúng ta ơn khôn ngoan để có thể bắt chước phong cách giảng dạy của Chúa Giêsu, hầu dẫn đưa nhiều người, nhiều linh hồn về cho Chúa.